Các bạn đang nghe truyện trò chơi cùng các tiên tử trên kênh TV Audio CV. Chương 993, Thâm Không Thần Điện So với bầu trời đầy sao rực rỡ, mặt đất bên dưới thần điện trở nên nhỏ bé như bụi bặm. Độ cao này đã vượt quá giới hạn mà các tu sĩ nhân gian có thể đạt được. Một bức tường trắng vô hình giữa trời đất phong tỏa hành tinh này, bất kỳ tu sĩ nào bay lên đủ cao cũng không thể tiến thêm được nữa. Từ sau thời đại hắc ám cách đây một vạn năm, không gian sâu thẳm ở độ cao này đã mất đi mọi vị khách đến thăm. Thần điện trôi lơ lửng trong không gian lạnh lẽo và tối tăm, tựa như đã bị bỏ hoang, từ xa nhìn lại, không có bất kỳ dấu hiệu hoạt động nào. Nhưng vào khoảnh khắc này, bên trong thần điện hùng vĩ đã yên lặng nhiều năm, bỗng vang lên tiếng chuông chói tai. Âm thanh của chiếc chuông đổ khổng lồ vang vọng trong không gian sâu thẳm không người, dường như đang đánh thức thứ gì đó. Trên bậc thang cao trước cổng thần điện, một bức tượng đá khổng lồ cao ngàn trượng chậm rãi cử động. Nó chuyển động thân mình, cung kính cúi đầu quỳ lạy trước thần điện phía sau. Trong hư không vang lên một giọng nói lạnh lùng và xa cách, tựa như từ trên cao nhìn xuống chúng sinh. Thiên nhãn huyết thần tái hiện thế gian. Ngươi hãy đi gặp mặt một lần. Giọng nói lạnh lùng và xa cách của thần linh vang vọng trong hư không. Còn lại, ngươi tự mình tùy cơ ứng biến. Tất cả những ai cản trở, đều có thể giết. Kể cả Thăng Tiên Giả, bên trong thần điện, một tia sáng lạnh lẽo bay ra, rơi xuống bức tượng khổng lồ cao ngàn trượng. Khi thần quang rơi vào lưng bức tượng, cơ thể tượng đá khổng lồ bắt đầu dần dần thu nhỏ, cũng bắt đầu có màu sắc của da thịt. Khi bức tượng từ một cơ thể cao ngàn trượng thu nhỏ lại chỉ còn cao một trượng, cơ thể đã hoàn toàn biến thành máu thịt mà một sinh linh nên có, hóa thành hình dáng một nam tử mặt mày lạnh lùng và tái nhợt mà thần quan kia biến thành một thanh thần kiếm nằm trên lưng hắn ta. Nam tử cuối người quỳ lạy trước bậc thang, thanh kiếm trên lưng rung động. Tuân theo thần dụ, biến cố xảy ra trong không gian sâu thẳm tối tăm, Lý Mộc Dương còn chưa biết được. Hắn vẫn đang trên đường chạy đến thành Vân Tiêu, không dám nghỉ ngơi chút nào, tốc độ của độn quan nhanh đến mức cực hạn. Trên đường đi, nếu pháp lực cạn kiệt, hắn sẽ nuốt vài viên đan dược để bổ sung, chỉ mong có thể gặp được Yến Tiểu Như càng sớm càng tốt. Việc Yến Tiểu Như muốn triệu tập lực lượng còn sót lại của luyện ma tông và Dương Cao Ngọn cờ luyện ma tông theo lý một dương chẳng khác nào tự tìm cái chết. Hiện tại hai đạo tiên ma đều muốn chia cắt luyện ma tông, một tu sĩ tử phủ như Yến Tiểu Như dám đứng ra tương đương với việc đồng thời đối đầu với các đại tông môn trong cả tiên đạo và ma đạo những cao thủ của hai đạo tiên ma có thể tấn công trưởng lão Tử phủ cảnh yến tiểu như bất cứ lúc nào. Lý Mộc Dương sợ rằng nếu đến muộn sẽ không còn cơ hội gặp lại yến tiểu như. Hắn thực sự không hiểu tại sao yến tiểu như lại hành động liều lĩnh như vậy, làm những việc chẳng mang lại lợi ích gì mà còn đầy nguy hiểm. Nhưng Lý Mộc Dương còn chưa kịp đến Thành Vân Tiêu thì đã nghe được tin dữ trên đường. Cái gì? Thành Vân Tiêu không còn nữa? tin tức từ một tu sĩ qua đường tựa như sét đánh ngang tai lý mộc dương hắn lập tức dừng lại giữa không trung và bay đến gần hai ma tu đang trò chuyện cách đó trăm trượng hai tu sĩ ma đạo này rõ ràng là từ nơi khác đến có lẽ cũng đang đến vùng đất dưới sự cai trị của luyện ma tông để đục nước béo cò bọn họ đang bàn tán về biến cố ở thành vân tiêu thấy có người đột ngột nhảy ra cả hai giật mình kinh hãi khi nhìn rõ dáng vẻ của lý mộc dương hai tên ma tu càng thêm sợ hãi lập tức cúi đầu hành lễ một cách cung kính vị tiền bối trước mặt quanh người tỏa ra khí tức tà sát đạp lên độn quan thần du cảnh rõ ràng là một ma tu thần du cảnh nhưng tu vi cao như vậy lại mang hình dáng một đứa trẻ thế nhưng gương mặt của đứa trẻ này lại âm trầm tà ác không có chút đáng yêu nào vào lúc này với khí tức tà ác vây quanh ngoại hình đứa trẻ 2 tuổi của Lý Mộc Dương lại càng thêm đáng sợ. Trước giờ trong giới tu hành có quy tắc bất thành văn rằng những ma tu đi ra ngoài có ngoại hình càng kỳ quái thì càng khủng bố. Cả hai tu sĩ ma đạo đều cảm thấy lạnh sống lưng, sợ rằng vị tiền bối tà dị này sẽ chú ý đến họ. Lý Mộc Dương vừa lên tiếng hỏi, cả hai lập tức kể hết mọi tin tức nghe được, không giấu giếm điều gì, hoàn toàn là bộ dáng biết gì nói nấy. Mà sau khi nghe hai người nói xong, tà khí trên gương mặt lý mộc dương cũng dần tan biến vẻ mặt đầy âm trầm và giận dữ trước đó giờ lại có chút cạn lời thì ra là vậy sao lý mộc dương đột nhiên rất muốn chửi bậy một vạn lần cuối cùng hắn cũng hiểu được yến tiểu như muốn làm gì yến tiểu như này thật sự ác độc bề ngoài nàng tuyên bố muốn duy trì truyền thừa của luyện ma tông dùng uy danh của trưởng lão chấp pháp để triệu tập những tu sĩ còn sót lại của luyện ma tông đến thành vân tiêu dường như muốn đứng lên giữ ngọn cờ luyện ma tông. Nghe nói các tông môn ma đạo khác đã cử cao thủ đi giết nàng, và đang trên đường đến. Nhưng vào đêm qua, Yến Tiểu Như dùng danh nghĩa trưởng lão chấp pháp để ra lệnh và triệu tập các đệ tử luyện ma tông ở thành Vân Tiêu, đã dẫn toàn bộ đệ tử luyện ma tông đến một khu đất trống bên ngoài thành và đột nhiên kích hoạt đại trận. Trong trận pháp, mấy vạn đệ tử luyện ma tông bao gồm cả thành chủ đã nghe theo lời triệu tập chạy đến, toàn bộ đều bị trận pháp luyện hóa không ai có thể thoát khỏi nghe nói sau khi yến tiểu như luyện hóa xong đám ma tu này còn định quay lại thành vân tiêu để luyện hóa nốt những ma tu còn lại trong thành khi tin tức này lan truyền ra toàn bộ tán tu tụ tập trong thành vân tiêu đều chạy trốn hết sự tàn nhẫn của trưởng lão yến tiểu như vượt quá dự đoán của tất cả mọi người mấu chốt là nàng đã ở thành vân tiêu trấn giữ lâu như vậy Trời mới biết liệu nàng có thực sự bày trận pháp trong thành hay không. Không ai dám ở lại thành Vân Tiêu đánh cược, tất cả đều bỏ chạy khỏi thành. Khi những tán tu bỏ trốn, biết rằng trong thành không còn tu sĩ luyện ma tông trấn giữ, họ đã tràn vào các khu chợ, dinh thự để cướp bóc, biến cả thành Vân Tiêu thành một mớ hỗn độn. Lúc này, trong thành Vân Tiêu lửa đã bốc cao ngút trời, khói lửa tràn ngập khắp nơi. Sau một đêm hỗn loạn, ngay cả người phàm trong thành cũng đã chạy hết mà ngọn lửa trong thành vân tiêu càng lúc càng lan rộng hiện đã bao trùm toàn bộ thành trì nhưng không một ai dám đi dập lửa tất cả người tu hành và người phàm trong thành đều rời khỏi đây như thể đang tránh ôn dịch thành vân tiêu từng là thành trì phồn hoa của luyện ma tông chỉ sau chưa đầy một tháng kể từ khi sơn môn luyện ma tông bị hủy diệt cũng đi theo con đường tiêu vong hai tên ma tu này là những người đã chạy trốn từ trong thành vân tiêu ra tới nghe bọn hắn nói xong Lý Mục Dương thở vào nhẹ nhõm, đồng thời cũng rất cạn lời. Sự tàn nhẫn của Yến Tiểu Như vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Nàng lợi dụng danh tiếng của mình để triệu tập tất cả các đệ tử luyện ma tông tin tưởng nàng, rồi một mẻ hốt gọn, trước đây Yến Tiểu Như không tàn nhẫn và độc ác đến mức này. Nếu Yến Tiểu Như ngay từ đầu đã tàn nhẫn và độc ác như vậy, thì khi ở thành ma kiếm, Lý Mục Dương có lẽ đã lạnh. Tiểu nữ nhân này, sẽ không bị sự mất tích của hắn làm cho kích động chứ nhưng cũng đúng ngoài việc hắn biến mất thì hy vọng sống sót nhờ vào trái tim thần linh của nàng cũng đã tan biến đây chắc chắn là một cú sốc lớn đối với nàng sau biến cố của luyện ma tông thi thể của thiên nhãn huyết thần đã biến mất chỉ còn lại một con mắt theo sau luyện ma lão tổ điều này có nghĩa là kế hoạch kéo dài mạng sống nhờ trái tim thần linh của yến tiểu như đã hoàn toàn thất bại dưới cú sốc lớn này tính cách của yến tiểu như thay đổi cũng là điều dễ hiểu vậy bây giờ yến tiểu như thế nào lý mục dương cao mày hỏi có ai biết nàng đi đâu không dưới ánh mặt trời trên người đứa trẻ hai tuổi toát ra tà khí nồng đậm như thể một giây sau sẽ ăn tươi nuốt sống người khác hai ma tu sợ hãi đến mức mặt mày trắng bệch toàn thân run lẩy bẩy nhưng bọn hắn lại không có câu trả lời bởi vì sau biến cố đêm qua không ai nhìn thấy vị trưởng lão luyện ma tông yến tiểu như này nữa càng không có ai biết nàng đã đi đâu. Yến tiểu như luyện hóa mấy vạn đệ tử luyện ma tông, giống như bốc hơi khỏi nhân gian, hoàn toàn biến mất. Nghe câu trả lời đầy khiếp sợ của hai tên ma tu, nhìn dáng vẻ run rẩy của bọn hắn, trên mặt Lý Mộc Dương không biểu lộ cảm xúc gì. Hắn chán nản phẩy tay, xua đuổi hai tên ma tu nhát gan này đi, rồi tiếp tục bay về phía thành Vân Tiêu với tâm trạng đầy lo lắng. Hắn không ngờ Yến Tiểu Như luôn mạnh miệng mềm lòng, lại có thể gây ra chuyện lớn như vậy giờ thì thật là rắc rối, sau khi là một chuyện lớn như vậy, Yến Tiểu Như cũng bắt đầu chơi trò mất tích, cộng thêm Lý Nguyệt Thiền cũng biến mất tương tự, Quan Tiểu Thuận, Trình Phi Dương tất cả những người có thể coi là thân hữu của Lý Mộc Dương đều biến mất không dấu vết. Lúc này Lý Mộc Dương cô độc bay qua mặt đất, một lần nữa trở thành kẻ cô đơn giữa thế gian. Đưa mắt nhìn quanh, không còn ai thân thiết bên cạnh. Không ngờ rằng sau bao nhiêu chuyện, Lý Mộc Dương này đây lại trở về điểm xuất phát trở thành một kẻ cô độc. Trên đống đổ nát của Thành Vân Tiêu, Lý Mộc Dương lẩm bẩm nói nhỏ, vẻ mặt có chút buồn vô cớ. Hắn đến Thành Vân Tiêu cũng chỉ là tiện đường đến xem xét tình hình nơi đây. Đúng như những người khác đã nói, cả Thành Vân Tiêu đã bị lửa thiêu rụi thành tro tàn. Yến Tiểu Như không rõ tung tích, mà tiếng xấu ma nữ hung tàn của nàng cũng đã lan truyền khắp giới tu luyện. Việc lợi dụng lòng tin để triệu tập các đệ tử luyện ma tông, rồi tiêu diệt tất cả, hành động như vậy dù là trong ma đạo cũng bị xem là vô cùng độc ác từ nay về sau có lẽ không có tông môn nào dám thu nhận yến tiểu như nữa dù là ai cũng không muốn dính líu đến một kẻ điên sẵn sàng ra tay với người của mình lý mục dương đứng nhìn đống đổ nát của thành vân tiêu hồi lâu rồi thở dài quay người rời đi hắn cần phải đến thế ngoại phương chu để tìm phu thế lý đại mục trên hành trình cô độc lý mục dương gặp không ít tu sĩ đang kéo đến lãnh thổ từng thuộc về luyện ma tông hành động luyện hóa mấy vạn đệ tử luyện ma tông của Yến Tiểu như đã hoàn toàn dập tắt ti hy vọng hồi sinh cuối cùng của tông môn này. Những đệ tử luyện ma tông còn lại đều đã tìm đến các tông môn khác và ra nhập vào đó, các thành trì lớn đều đang tìm kiếm sự bảo hộ. Trong khoảng thời gian tới, vùng đất này sẽ chìm vào cảnh hỗn loạn đấu tranh, các đại tông môn tranh giành lãnh thổ, lại chém giết khốc liệt. Nhưng tất cả những điều đó không liên quan đến Lý Mộc Dương. Hắn tiếp tục bay qua những vùng đất rộng lớn, vượt qua từng con sông lớn, cuối cùng đã rời khỏi lãnh thổ từng thuộc về luyện ma tông. Lý Mục Dương nhìn chằm chằm vào thanh tiến độ trong tầm mắt, thấy nó nhanh chóng hoàn thành và trò chơi mới xuất hiện trong danh sách. Hắn hơi ngạc nhiên. Nhanh như vậy, đây chắc chắn là trò chơi có tốc độ tải nhanh nhất từ trước đến nay. Toàn bộ quá trình tải chưa đến 10 phút. Hướng dẫn tân thủ, bí ẩn thành lâu sơn, đã đóng, cỏ dại chết chóc, đã đóng, tam quốc, thương thiên phục ma lục, đã đóng tiên kiếm truyền thuyết đã đóng quần sơn hô hoáng đã đóng tiến hóa vô tận đã đóng tiên tử vẫn lạc đã đóng ước nguyện của anh linh đã đóng long duệ thức tỉnh đã đóng yêu vụ đế kinh thành đã đóng trình giả lập thí thần mới nhìn vào danh sách trò chơi dài trong tầm mắt lý mộc dương cảm thấy có chút xúc động không ngờ trong bất tri bất giác đã hoàn thành nhiều trò chơi như vậy lý mộc dương đã quá quen thuộc với trò chơi hệ thống Trực tiếp nhấn vào xác nhận để tiến vào trò chơi mới, trình giả lập thí thần. Tuy nhiên, sau khi nhấn tiến vào trò chơi, không có cảnh đồ họa sống động hay âm thanh hùng tráng nào xuất hiện. Thay vào đó, hắn chỉ nhìn thấy một giao diện trò chơi đơn giản với phong cách pixel, giống như côn tra. Dưới bức tượng ma thần phong cách pixel cao lớn, là ba lựa chọn trò chơi, bắt đầu trò chơi, cài đặt độ khó, thông tin liên quan, lần đầu tiên lý một Dương thấy một trò chơi đơn giản và phổ thông như vậy giao diện thô kệch theo phong cách pixel khiến hắn trợn tròn mắt cho dù là trò chơi đơn giản nhất trước đây như tiến hóa vô tận cũng có giao diện rất chân thực chẳng trách lần này tải nhanh đến vậy thì ra chỉ là một trò chơi nhỏ chất lượng thấp lý một dương nhấn vào thông tin liên quan một đoạn văn bản hiện ra trước mắt trò chơi này mô phỏng một người khiêu chiến thần linh tùy theo mức độ khó mà người chơi lựa chọn sẽ nhận được những phần thưởng khác nhau trò chơi này hoàn toàn là hư cấu nếu có bất kỳ sự trùng hợp nào đó chỉ đơn thuần là ngẫu nhiên có chút không ổn hai dòng chữ hiện lên trong tầm mắt khiến vẻ mặt lý mục dương trở nên nghiêm túc chết tiệt vừa có một thần linh giáng thế hệ thống lại đưa ra trò trình giả lập thí thần ý gì đây muốn hắn đi giết thần linh sao nhưng chẳng phải thần linh và thiên đạo là cùng một bọn sao khỉ thật đang êm đẹp ta đi giết thần linh làm gì lý mục dương quay trở lại giao diện chính nhấn vào cài đặt độ khó, phát hiện trò chơi có 3 cấp độ khó, dễ, bình thường, và mô phỏng chân thực. Hắn chọn cấp độ dễ trước rồi tiến vào trò chơi. Sau khi vào giao diện trò chơi, cuối cùng nó không còn là phong cách tiếp xeo nữa. Lý Mục Dương cảm nhận được bóng tối ập đến như thủy triều. Khi mở mắt ra, chính mình đang đứng trong một không gian hư vô. Mà trong không gian này, có một vị ma thần khổng lồ đứng sừng sững. Ma thần cao một trượng, Thần Thái uy nghi kiêu ngạo, trên lưng vác theo một thanh thần kiếm. Thật sự là thần, nhìn thấy ma thần khổng lồ trong không gian hư ảo, Lý Mộc Dương cảm thấy hơi đau đầu. Nhìn từ hình dáng bên ngoài, rõ ràng đây chính là ma thần đã dán xuống từ thiên ngoại, được Hoàng đế Hoàng Triều ẩn nguyệt quỳ lạy, hệ thống lại muốn hắn đi giết ma thần này. Đánh thắng được sao, Lý Mộc Dương kiểm tra thông tin nhân vật của mình. Người kiêu chiến thần bí, sau đó là một loạt ô biểu tượng kỹ năng mà những ô biểu tượng kỹ năng này, Lý Mộc Dương rất quen thuộc. Rõ ràng đây đều là kỹ năng của thi thể mặt tiên tử. Thêm vào đó, vũ khí trang bị của nhân vật chính là kinh hồng tiên kiếm. Còn có một kỹ năng triệu hồi yêu thú để hỗ trợ chiến đấu, hệ thống khốn kiếp này thậm chí còn không thèm che đậy nữa sao, bắt một ma tu thần du cảnh như hắn đi tiêu diệt một ma thần, sau khi im lặng một lúc, Lý Mộc Dương lao vào tấn công hư ảnh ma thần trước mắt. Chế độ đơn giản, độ khó có lẽ, bùng, một luồng sáng đỏ khổng lồ bao trùm toàn bộ tầm nhìn của Lý Mộc Dương. Lý Mộc Dương bất ngờ bị tấn công, trong nháy mắt mất đi một phần ba máu. Chết tiệt. Chế độ đơn giản mà mạnh như vậy, Lý Mộc Dương ngay lập tức không dám khinh thường, sắc mặt nghiêm túc, điều khiển nhân vật trò chơi tung ra kỹ năng về phía ma thần trước mặt. Cảm giác điều khiển nhân vật trong trò chơi này hoàn toàn giống với lúc hắn điều khiển thi thể mặt tiên tử và các kỹ năng cũng hoàn toàn giống nhau. Lý Mục Dương đã quá quen thuộc. Cộng thêm kinh nghiệm từng chiến đấu với những tồn tại cấp bậc chân tiên, đối phó với thần linh trước mắt chắc sẽ dễ dàng, người đã tử vong, trò chơi thất bại, chữ đỏ khổng lồ xuất hiện trên giao diện tử vong đen tối. Nhìn cảnh tượng như vậy, Lý Mục Dương chìm vào im lặng. Đây chính là thần linh thượng cổ. Thật là quỷ dị. Vị thần linh thượng cổ này hoàn toàn khác biệt với mọi kẻ địch mà hắn từng đối đầu. Lý Mộc Dương chỉ cầm cự được 3 phút đã bị thần linh chém chết. Thanh thần kiếm sau lưng ma thần đó, cùng với 3 loại thần thông biến hóa quỷ dị khó lường và phong thái chiến đấu của tên thần này, tất cả đều khác hẳn với bất kỳ sinh linh nào trên thế gian. Đối phó với loại phong cách quái dị này, Lý Mộc Dương thực sự không có kinh nghiệm gì. Nhìn thời gian đếm ngược mô phỏng, Lý Mộc Dương lẩm bẩm nói: hệ thống thường không hành động vô nghĩa, nếu đã làm ra cái mô phỏng này, khả năng lớn là trong tương lai ta sẽ phải chiến đấu với thần linh đến từ thiên ngoại một trận, còn có cả đếm ngược thời gian, chật, không lẽ sau khi thời gian đếm ngược kết thúc, vị ma thần này sẽ giết đến trước mặt ta, Lý Mộc Dương lẩm bẩm tự nói. Nhìn giới hạn thời gian trò chơi không còn nhiều, hắn xoa đầu, nói, được rồi, dù sao cũng rảnh rỗi. Hơn nữa, hoàn thành còn nhận được phần thưởng, chế độ đơn giản, chế độ bình thường và độ khó mô phỏng đều có phần thưởng. Tức là một trò chơi có thể nhận 3 lần phần thưởng. Có thưởng để nhận, đương nhiên Lý Mục Dương không bỏ qua. Hắn nhắm mắt lại, bắt đầu chiến đấu trong trò chơi. Đây là một trò chơi cực kỳ đơn giản và thô sơ, nội dung duy nhất là khiêu chiến ma thần này. Đơn điệu, nhàm chán, nhưng Lý Mục Dương nghiêm túc coi trò chơi này như một sân luyện tập kinh nghiệm chiến đấu dù đã từng chiến đấu với những tồn tại cấp bậc chân tiên nhưng tất nhiên kinh nghiệm chiến đấu càng phong phú càng tốt lý mộc dương không phải thiên tài xuất chúng muốn sống sót trong thời đại hỗn loạn trước mắt hắn chỉ có thể dựa vào nỗ lực sương mù lạnh lẽo bao phủ mặt biển tại phía nam của lục địa thiên nguyên bên bờ biển có những đứa trẻ đang chạy nhảy hát va những câu đồng giao mới nhất đang lưu truyền hoàng đế chết một dương sinh yêu ma quỷ quái hóa thành tro phía nam có quái bay trên trời phía bắc có rồng bảo hộ chúng sinh. Tiếng hát trong trẻo của lũ trẻ vang vọng, bọn chúng hát vang bài ca dao, không ngừng nô đùa ở cổng làng. Trong khi đó, thôn dân đang tất bật thu dọn hành lý, chuẩn bị di cư để tránh nạn. Nghe những câu hát của lũ trẻ, một thiếu niên băng khoan hỏi thôn trưởng. Lưu Thúc, lời bài hát này là thật sao, phía bắc thật sự có thần long bảo hộ chúng sinh. Chúng ta chỉ cần đi về phía bắc là có thể sống sót, câu hỏi của thiếu niên lập tức thu hút sự chú ý của những người xung quanh lão thôn trưởng đang ngồi hút thuốc bên bờ ruộng gần cổng thôn trợn tròn mắt giơ điếu thuốc đập mạnh vào đầu thiếu niên một cái rồi nói tiên nhân của huyền kiếm tông nói đấy có giả được không còn những thuật sĩ trấn ma của khâm thiên giám cũng đã giáng cáo thị khắp thành nói rằng phía bắc có một vị thần long bảo vệ chúng sinh ai đi về phía bắc có thể tránh khỏi yêu quái lão thôn trưởng nổi giận đùng đùng tâm trạng vô cùng khó chịu rời bỏ quê hương là điều mà bất kỳ thôn dân nào cũng không mong muốn. Nhưng bọn họ không còn cách nào khác. Thôn làng nhỏ nằm sát biển này và dãy núi phía nam cách đây không xa đang bị tà thần tàn sát bừa bãi. Nghe nói trong núi tà thần lộng hành khắp nơi, nhiều thuật sĩ trấn ma khâm thiên giám đã bỏ mạng. Trong vòng mấy tháng qua, bọn họ đã tận mắt chứng kiến rất nhiều người dân chạy nạn đến từ phía nam, ai nấy đều mặt mày xám xịt, như thể có ác quỷ đang đuổi theo sau lưng tin tức mà những người dân chạy nạn kia mang càng lúc càng đáng sợ họ nói rằng có tà thần cao hơn cả núi đang lang thang ở phía nam còn có tà thần kỳ dị có thể chui vào bóng người rồi ăn từ trong ra ngoài hay tà thần thích nướng người thành xiên rồi treo trước ngực vừa đi vừa nhấm nháp những cảnh tượng mà nạn dân từ phương nam mô tả kinh khủng đến mức như trong ác mộng cộng thêm việc triều đình và khâm thiên dám luôn kêu gọi mọi người đi về phía bắc đừng đi về phía nam nên tin đồn về tà thần ở phương Nam đã lan truyền rộng rãi. Người dân trong thôn đã muốn rời đi từ lâu, bởi có vài thanh niên gan dạ đã chạy về phía Nam để xem xét, nhưng chỉ đi được hơn trăm dặm đã nhìn thấy một thôn làng bị tà thần ăn sạch, sợ quá liền bỏ chạy về. Bây giờ đã thu hoạch xong lúa trong ruộng, từng nhà trong làng đều tích góp được chút tiền bạc và lương thực. Lại thêm không lâu trước đây các thuật sĩ trấn ma của khâm thiên giám đã dán cáo thị Nói rằng phía bắc xuất hiện một vị Long thần nương nương, có thể bảo hộ mọi người. Dưới sự cai trị của Long thần nương nương, sẽ không có tà thần hoành hành. Cách đây không lâu, còn có các tiên nhân của Huyền Kiếm tông bay qua bầu trời, dùng giọng nói vang vọng khắp đất trời để nhắc nhở mọi người hãy đi về phía bắc để tránh họa. Với tất cả những yếu tố đó, người dân trong thôn đã bàn bạc và quyết định tất cả mọi người cùng lên đường. Không nhất thiết phải đi đến chỗ của Long thần nương nương ở phía bắc vì phía bắc quá xa nhưng ít nhất phải rời khỏi nơi đây tránh xa những tà thần đáng sợ ở phía nam rất nhanh các thôn dân đã thu dọn xong gọi lũ trẻ đang hát và chạy nhảy về cả làng đẩy xe dắt bò chuẩn bị bắt đầu cuộc hành trình về phía bắc nhưng đúng lúc này vài người trẻ tuổi trong thôn đột nhiên hô lên kinh hãi tà tà thần đến rồi những người trẻ tuổi hoảng sợ chỉ tay về mặt biển la hét ầm ĩ trưởng thôn nghe thấy tiếng hét tức giận lấy điếu thuốc đập thêm vài cái vào họ tà thần ở phía nam các ngươi chỉ đi đâu trên biển sao có thể trên biển trưởng thôn đang định quở trách đám người trẻ tuổi kia bỗng trợn to mắt trên gương mặt già nua lộ ra vẻ khó có thể tin trên mặt biển sương mù bao phủ một bóng đen khổng lồ dần dần hiện ra trong màn sương thực sự trông như tà thần nhưng ngay sau đó sương mù tản ra một đầu thuyền khổng lồ xuất hiện trước mắt thôn dân. Một con thuyền to lớn như núi, cứ thế tiến ra từ biển sương mù âm trầm quỷ dị. Khung cảnh kinh cũng chưa từng thấy hiện lên trong mắt mỗi người dân ven biển. Thuyền Một chiếc thuyền thật lớn. Làm sao có thể có một con thuyền từ biển sương mù đi ra, người dân trong thôn hoảng sợ mở to mắt, nhớ lại những truyền thuyết cổ xưa. Trên biển sương mù, chỉ có những ác quỷ cổ xưa lang thang, chẳng lẽ ác quỷ đã bước ra từ biển sương mù, chiếc thuyền khổng lồ tiến đến từ biển sương mù thần bí khó lượng. Cảnh tượng hùng vĩ này khiến tất cả thôn dân ven biển khiếp sợ. Có người hoảng loạn la hét bỏ chạy, có người quỳ xuống đất liên tục dập đầu cầu xin tha mạng, cũng có người sợ đến toàn thân cứng đờ rồi ngất xỉu ngay tại chỗ. Cả khu vực trở nên hỗn loạn. Trên thuyền, thẩm nghiên nhìn cảnh tượng này, khẽ nhíu mày niềm vui khi rốt cuộc cũng vượt qua biển sương mù nhanh chóng bị cảm giác ấy nấy thay thế. Nàng lập tức ra lệnh cho các tín đồ của huyết liên giáo xuống thuyền, đến an ủi những người dân bị hoảng sợ. Cũng may các tín đồ của huyết liên giáo đều có tu vi trong người, mà người dân ở lục địa thiên nguyên chỉ là những người phàm bình thường. Rất nhanh, trong sự bay tới bay lui không ngừng của các tín đồ huyết liên giáo, những dân làng sợ hãi dần dần tập hợp lại một chỗ với nhau. Dù vẫn lo lắng, nhưng ít nhất bọn họ không còn sợ hãi như trước. Ít ra những người bước ra từ con thuyền khổng lồ kia là người sống bình thường, chứ không phải những linh hồn ác quỷ cổ xưa trong các câu chuyện kể trước khi ngủ của các vị tổ tiên. Tình hình ven biển tạm thời được ổn định. Sau nhiều lần cam đoan từ phía huyết liên giáo, cuối cùng thôn dân cũng tin rằng những người biết bay này không phải kẻ xấu. Dù sao, sức mạnh giữa hai bên chênh lệch quá rõ ràng. Một bên ai cũng có thể bay lượng, còn bên kia toàn là người phàm. Nếu những người tự xưng là huyết liên giáo này thực sự là kẻ xấu, chỉ cần trực tiếp giết hết dân làng là được, không cần phải diễn trò thế này. Tuy nhiên, dù biết rằng những người đến từ vùng đất khác bên kia biển sương mù không phải kẻ ác, các thôn dân vẫn không muốn nấn ná thêm. Họ vốn định đi chạy lên phía bắc để lánh nạn, tất nhiên việc rời đi càng nhanh càng tốt, sợ nếu ở lại lâu, sẽ bị tà thần để mắt tới. Đồng thời người dân trong thôn cũng thuyết phục nhóm người của huyết liên giáo, các vị cũng nên nhanh chóng chạy về phương bắc đi tà thần ở phía nam sắp đến rồi đến lúc đó tất cả người sống sẽ không còn chỗ chôn ngay cả những tiên nhân của huyền kiếm tông và các thuật sĩ trấn ma của khâm thiên giám cũng không làm gì được bọn tà thần đó các thôn dân vừa chạy trốn vừa cảnh báo nhóm người ngoại lai like này mà những tín đồ của huyết liên giáo cũng không làm khó các thôn dân đang vội vàng chạy nạn này nếu họ muốn đi thì để họ đi lên phía bắc đứng trên bông thuyền Thẩm nghiên nhìn theo bóng dáng vội vã chạy trốn của người dân, nhíu mày. Thế giới này bị tà thần quậy phá nát đến mức như vậy rồi sao thẩm nghiên dùng sức mạnh của huyết mạch để khống chế hình chiếu của tà thần các tường thiên quân, thông qua thị giác của các tường thiên quân, nàng đã lờ mờ thấy được cảnh tượng của lục địa thiên nguyên. Nhưng khi đó, lục địa thiên nguyên vẫn còn được tính là yên bình, chỉ có triều đình mục nát và hoàng đế mù quáng tà thần ở giếng cổ quán phương Nam chỉ mới bắt đầu rụt rịch. Bây giờ sau bao nỗ lực khó khăn, lúc cuộc cũng vượt qua biển sương mù thế giới nàng nhìn thấy đã hoàn toàn khác biệt so với lục địa thiên nguyên trong ký ức của các tường thiên quân những người dân địa phương nói rằng hoàng đế đã qua đời không lâu trước đây trước khi chết đã giết hàng chục triệu người gần như biến khu vực trung nguyên phía bắc thành vùng đất trống còn ở dãy núi rộng lớn phía nam tà thần đáng sợ liên tục gián thế tàn sát mọi sinh linh bây giờ thiên nguyên lục địa đã trở thành một mảnh đất hỗn loạn hoàng đế băng hà triều đình và bách quan đều đã chết ngay cả lực lượng phản quân mạnh mẽ nhất là Trùng Thiên Quân cũng tổn thất nặng nề trong cuộc đại chiến với Hoàng Đế, thương vong nặng nề. Trong thời loạn thế này, các châu phủ khắp nơi đều tự lập cờ hiệu, xưng vương hoặc đề cử những người được cho là hậu duệ của hoàng tộc làm vua, không ngừng chém giết lẫn nhau. Nghe Độc Cô Nhất Phương kể lại sự hỗn loạn của lục địa Thiên Nguyên, Thẩm Nhiên cây đắng xoa tráng nói, tình huống tệ nhất đã xảy ra, thậm chí còn tồi tệ hơn dự đoán của nàng không chỉ tà thần trong giếng cổ oán mất kiểm soát, mà cả hoàng triều của nhân loại cũng đã hoàn toàn sụp đổ. Đội quân mạnh nhất trong loạn thế cũng bị tổn thất nặng nề trước khi triều đình sụp đổ, không thể đứng ra dẹp loạn. Hiện tại, trên lục địa thiên nguyên, trật tự của nhân gian đã hoàn toàn tan vỡ, và còn phải đối mặt với tà thần gián thế, trước mắt hãy hạ trại ở ven bờ, để mọi người xuống thuyền hít thở không khí chút đã. Thẩm nghiên mệt mỏi phẩy tay, nói, hầu hết các đệ tử trên thuyền đều có tu vi không cao, phải vượt biển xa như vậy đối với họ chắc chắn là một sự dày vò. Trước tiên nghỉ ngơi ở ven biển, rồi phái người đến các thị trấn xung quanh mua ít rau củ tươi và thịt khô, cho mọi người ăn ngon một chút. Sau đó mới tính tiếp xem nên đi thế nào, thăm dò tình hình trước đã. Vừa mới đặt chân đến đây, dù thẩm nghiên có bao nhiêu ý tưởng, nàng cũng chỉ có thể nghỉ ngơi trước, rồi nghĩ cách dò đường sau đối với vùng đất xa lạ trước mắt hầu như nàng hoàn toàn không biết gì cả những hình ảnh mà nàng nhìn thấy qua thị giác của tà thần chỉ là những thông tin vụn vặt và mơ hồ rất nhiều điều nàng phải tự mình suy đoán lệnh của thẩm nghiên được truyền xuống các đệ tử huyết liên giáo trên thuyền lập tức hành động bọn họ đi đến bên bờ tìm một chỗ đất trống bằng phẳng bắt đầu dựng trại đồng thời cử người đi đến các thị trấn xung quanh mua rau quả tươi và thịt khô để cải thiện bữa ăn mà thiếu nữ u hồn với thân hình trong suốt đột nhiên nhảy ra từ phía sau thẩm nghiêng. Chật, tỷ, ngươi phía sức chạy xa như vậy đến vùng đất quỷ quái loạn lạc này, ta thấy còn không bằng ở chỗ kia của chúng ta. Thẩm diệu lướt đến và nàng nói, cái chỗ quái quỷ này, trong không khí cũng tràn đầy mùi chẳng lành, làm sao tốt bằng nhà chúng ta. Nếu tỷ không đến bên đây, nói không chừng bây giờ đã hòa giải với tỷ phu, có khi đã thành hôn luôn rồi, thẩm diệu lại nhảy nói, chuyện hiểu lầm nhỏ giữa hai người, nói rõ ra là xong. Có ta làm người hòa giải, rất dễ giải quyết. Thế mà tỷ lại muốn rời khỏi quê hương, dẫn mọi người chạy đến nơi này, chật, bây giờ chạy tới, chẳng những không mò được gì mà còn làm mất một phu quân tốt, quả là thiệt thòi lớn. Những lời càm ràm của thẩm diệu khiến thẩm nghiên khẽ nhíu mày. Nàng lừa muội muội một cái, nói, ngươi nói nhiều quá, ta nói sẽ thành hôn với một dương khi nào, dù có giải quyết hiểu lầm, chúng ta cũng chỉ là bằng hữu, thẩm nghiên vốn luôn điềm tĩnh lãnh đạm nhận ra rằng đối mặt với muội muội nhiều chuyện này sự kiên nhẫn của mình cực kém thiếu nữ u hồn chỉ cần nói vài câu là có thể chạm đến chỗ nhạy cảm nhất trong lòng thẩm nghiên khiến nàng cảm thấy khó chịu thẩm nghiên có chút bực bội phủi tay đứng dậy rời khỏi thuyền và đáp xuống mặt đất cảm giác đặt chân xuống đất lần nữa khiến nàng an lòng hơn nhiều nhưng khi ngoảnh lại nhìn biển sương mù phía sau trong mắt thẩm nghiên thoáng hiện lên chút buồn để đến lục địa thiên nguyên nàng có hư ảnh tà thần dẫn đường, vì tà thần có thể cảm nhận phương hướng của giếng cổ oán bất cứ lúc nào. Nhưng nếu muốn quay trở lại, thì sẽ không còn ai dẫn đường nữa. Bất kể nàng nghĩ gì về người từng cười nói vui vẻ ở thành thiên giác, nam tử đã dẫn luyện ma tông tiến vào thành, cuối cùng sau khi thành công lại tự gia mình trong sơn môn của luyện ma tông kiếp này, hai người họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Thẩm nghiên khẽ thở dài, bỗng nhiên lắc đầu, học theo thói quen hất đầu của nam tử đó, như thể có thể hất hết phiền não ra khỏi đầu nàng điều chỉnh lại tâm trạng rồi bước vào doanh trại cử vài đệ tử có tu vi cao đi đến chợ để thăm dò tin tức nơi này trong doanh trại thẩm nghi ngồi ở trung tâm chỉ huy các đệ tử huyết liên giáo chia ra thu thập tin tức trong doanh trại thẩm nghi ngồi ở trung tâm chỉ huy các đệ tử huyết liên giáo chia ra thu thập tin tức không lâu sau từng mẫu thông tin chi tiết hơn được truyền về bàn của thẩm nghiên những thông tin này do đệ tử huyết liên giáo thu thập đương nhiên chính xác hơn so với lời kể từ các thôn dân từ những tình báo trên bàn có thể thấy lục địa thiên nguyên hiện tại thật sự hỗn loạn như một nồi cháo hoàng đế đột ngột ngã xuống triều đình quan lại đều tử vong các châu quận lần lượt cầm vũ khí nổi dậy mỗi nơi chiếm giữ một vùng và tự xưng vương chỉ trong một tháng ngắn ngủi trên lãnh thổ của vương triều thiên nguyên trước đây đã xuất hiện mấy chục tên vua cỏ giếng cổ quán ở phía nam tà thần thực sự hoành hành bừa bãi, đã khiến hàng chục nghìn người mất mạng. Các thuật sĩ trấn ma của khâm thiên giám đã dốc toàn bộ lực lượng, nhưng cũng không thể ngăn chặn sự tàn phá của tà thần, chỉ có thể cố gắng cứu vớt càng nhiều người phàm càng tốt. Người dân ở phía nam đều đổ xô chạy trốn lên phía bắc, tập trung dưới quyền các vua cỏ tự lập. Mà vùng trung nguyên ở phương bắc vốn là khu vực phồn thịnh xung quanh kinh thành. Nhưng trước khi chết, hoàng đế đã tàn sát hàng triệu sinh linh trên vùng đất đó khiến nơi này trở thành cảnh hoang tàn với xương trắng phủ đầy ngàn dặm không còn tiếng gà gáy trong số những tin tức về cái chết của hoàng đế có vài thông tin đặc biệt thu hút sự chú ý của thẩm nghiên vẻ mặt nàng trở nên nghiêm trọng khi mở những mẫu tin tức này ra sau khi đọc xong nét mặt trở nên kỳ lạ vị vô danh tiên trưởng trong truyền thuyết đã lần nữa giáng thế cùng với lưu ly tiên tử của huyền kiếm tông và công chúa nhiếp ngữ băng dòng giỏi hoàng thất lục thị cuối cùng cùng nhau tiêu diệt vị hoàng đế điên loạn ngăn chặn âm mưu thảm sát chúng sinh của hoàng đế mà vị vô danh tiên trưởng này dường như còn có một tên khác trong các bài đồng giao truyền xướng ở dân gian tên của người này là mộc dương u hồng thiếu nữ đột ngột xuất hiện từ sau lưng thẩm nghiên nàng trợn to mắt nhìn những tin tức trên bàn ngạc nhiên nói vị vô danh tiên trưởng này sao lại trùng tên với tỷ phu của ta, chỉ khác là người này họ một, còn tỷ phu họ lý. Chật thẩm diệu cười hì hì nói với tỷ tỷ, không ngờ ở đây lại có người trùng tên với tỷ phu, mà lại còn là một nhân vật lớn, tỷ, có phải bây giờ trong lòng ngươi có chua xót, rất nhớ tỷ phu không? Có phải cái tên quen thuộc này đã gợi lên những cảm xúc kìm nén bấy lâu, bắt đầu hối hận vì đã đến nơi này, u hồn thiếu nữ tươi cười, trông cực kỳ muốn ăn đòn. Thẩm nghiên thu lại biểu cảm trên mặt, nhíu mày. Chỉ là trùng tên thôi, có gì đáng nói. Thẩm nghiên lạnh lùng đặt tin tức xuống, nói, đừng nói chỉ là trùng tên, dù thật sự là một dương, cũng chẳng có gì hối hận. Ta đến lục địa thiên nguyên là để thực hiện nguyện vọng của huyết liên giáo, lý tưởng của tất cả mọi người. Thẩm nghiên vừa nói xong, định cầm lấy một phần tin tức khác để xem. Nhưng đúng lúc này, độc cô nhất phương bước vào thông báo. Tiểu thư, có một nhân vật lớn bản địa muốn gặp người. Vẻ mặt Độc Cô Nhất Phương có chút bối rối, nói: "Vị đại nhân vật này nói rằng bọn họ đã đợi chúng ta rất lâu, còn mang đến rất nhiều lương thực và linh dược tiếp tế cho chúng ta." Nhưng hành trình nhóm người huyết liên giáo tiến đến lục địa Thiên Nguyên, không có ai biết. Tại sao phía lục địa Thiên Nguyên bên này lại phái người đến tiếp đón, lời của Độc Cô Nhất Phương khiến Thẩm Nghiên cũng cảm thấy khó hiểu. Nhân vật lớn ở địa phương đã đợi chúng ta từ lâu, trong lòng Thẩm Nghiên, theo bản năng dâng lên cảnh giác là vị đại nhân vật nào, theo những thông tin mà đệ tử huyết liên giáo thu thập được, vùng đất mà họ đang ở hiện tại là quận Kim Sa. Vì nơi này gần với giếng cổ oán ở phía nam, các châu quận xung quanh đều phải dựa vào thuật sĩ trấn ma khâm thiên giám, nên không dám đứng lên nổi loạn, vẫn treo cờ của Hoàng Triều Lục Thị. Chẳng lẽ là thuật sĩ trấn ma của khâm thiên giám, khâm thiên giám bên này có khả năng dự đoán tương lai, mặt thẩm nghiêng lộ vẻ nghiêm trọng. Tuy nhiên, độc cô Nhất Phương nói, là nhiếp ngữ băng, vẻ mặt của độc cô nhất phương có chút kỳ lạ, hiển nhiên hắn ta cũng biết thân phận của nhiếp ngữ băng trên lục địa này. Vị công chúa hoàng tộc đã cùng vô danh tiên trưởng và lưu ly tiên tử của huyền kiếm tông ngăn chặn âm mưu hủy diệt thế giới của hoàng đế, ở đây người ta gọi nàng là công chúa cứu thế. Độc cô nhất phương không nghĩ ra lý do vì sao nhiếp ngữ băng lại tìm đến cửa, thẩm nghiên cũng không biết. Sau một thoáng suy tư, thẩm nghiên nói, mời nàng vào. Rất nhanh, Độc cô Nhất Phương đã mời vị công chúa cứu thế có danh tiếng hiển hách của lục địa thiên nguyên tiến vào. Cùng đi theo còn có Nguyễn Mai. Nghe nói vị công chúa cứu thế của Hoàng Triều Lục Thị này có sức mạnh thần bí khó lường, có thể ngăn chặn Hoàng đế hủy diệt thế gian, tất nhiên không phải người dễ đối phó. Nhân vật như vậy đến xin gặp, các vị đà chủ của huyết liên giáo đều không yên lòng để thẩm nghiên gặp một mình. Nhưng khi thẩm nghiên thấy vị công chúa cứu thế được nhắc đến nhiều lần trong những tin tức tình báo kia, nàng không khỏi ngạc nhiên. Người bước vào trong trại lại là một nữ hài khoảng 8 tuổi. Mặc dù dáng vẻ rất điềm tĩnh, tự tin, nhưng khuôn mặt non nớt và thân hình nhỏ nhắn lại chẳng khác gì một đứa trẻ 8 tuổi bình thường. Đứa trẻ như vậy lại là công chúa cứu thế. Đã cứu vớt thế gian, thẩm nghiên hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn đứng dậy hành lễ. Ra mắt công chúa điện hạ. Thẩm nghiên là một người ngoại lai mới đến, nên giữ thái độ rất khiêm tốn. Nhưng nhiếp ngữ băng lập tức tiến lên đỡ nàng, nói, thẩm nghiên tỷ tỷ không cần đa lễ, ta đâu phải công chúa gì. Cái gọi là công chúa, chỉ là lời đồn thổi bên ngoài mà thôi. Nhắc đến điều này, cô bé có chút bất đắc dĩ, ta từ nhỏ đã mang họ nhiếp, mãi gần đây mới biết mình có dòng máu hoàng tộc, nào dám nhận là công chúa. Vả lại, cho dù là công chúa thì cũng chẳng có tác dụng gì hoàng triều lục thị đã sụp đổ sẽ nhanh chóng thay đổi triều đại mới ta chỉ là một hoàng tộc của tiền triều còn sót lại chẳng có giá trị gì giọng điệu chân thành và thái độ thân thiện của cô bé khiến thẩm nghiên cảm thấy yên tâm phần nào sau khi cả hai ngồi xuống thẩm nghiên hỏi không biết công chúa điện hạ đến tìm chúng ta là có việc gì muốn phân phó ánh mắt thẩm nghiên khó hiểu công chúa nói đợi chúng ta đã lâu chẳng lẽ công chúa Điện Hạ biết trước chúng ta sẽ đến, nghe vậy, cô bé cười khẽ. Nàng vui vẻ gật đầu và nói, đúng vậy, ta đợi mọi người đã lâu. Nói xong, ánh mắt lại quét một vòng quanh doanh trại, rồi cười hì hì nói, ngoại trừ thẩm diệu tỷ tỷ, những người khác đều đã có mặt. Xem ra mọi người không gặp nguy hiểm trên biển sương mù, đã an toàn đến nơi này. Vậy là ta yên tâm rồi. Những lời của cô bé khiến mọi người trong doanh trại huyết liên giáo càng thêm kinh ngạc. Công chúa cứu thế của hoàng triều lục thị này lại còn biết đến cả thẩm diệu sao? U hùng thiếu nữ sợ hãi thò đầu ra từ sau lưng thẩm nghiêng kinh hãi nói: Làm sao ngươi biết ta? Khi thấy u hùng thiếu nữ xuất hiện, cô bé cũng không hoảng sợ, ngược lại hai mắt sáng lên. Cô bé vui vẻ vỗ tay cười nói: Thẩm diệu tỷ tỷ cũng ở đây, quá tốt rồi, tất cả mọi người đều có mặt vô danh tiên trưởng chắc chắn sẽ rất vui khi biết mọi người đã an toàn đến nơi. Lời nói của cô bé khiến mọi người trong trại bối rối nhìn nhau. Thẩm nghiên cũng giật mình trong lòng, một người vốn luôn bình tĩnh và lý trí như nàng lần đầu tiên cảm thấy hoang mang. Vô, vô danh tiên trưởng. Thẩm nghiên nuốt khang, lo lắng hỏi, không biết công chúa nói vị vô danh tiên trưởng này là, chính là bằng hữu của mọi người, Lý Mộc Dương. Nhiếp ngữ băng cười tươi nói, trước khi đi tiên trưởng đã dặn dò bàn giao rất kỹ, hy vọng chúng ta đón tiếp các vị. Về hành trình vượt biển sương mù đến lục địa thiên nguyên của mọi người, tiên trưởng rất lo lắng. Ngài nói rằng các thành viên huyết liên giáo đều là bằng hữu hy ra của mình, nếu có thể vượt qua biển sương mù, đến lục địa thiên nguyên, một nơi hoàn toàn xa lạ, chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, tiên trưởng đã liên tục căn dặn chúng ta đón tiếp các vị. Dưới ánh đèn lờ mờ trong doanh trại, nụ cười trên gương mặt cô bé trông có chút mơ hồ còn những người khác trong huyết liên giáo nghe xong lời nói của cô bé chỉ cảm thấy đầu óc ù đi ai nấy đều lộ ra vẻ mặt trông như vừa gặp quỷ vị vô danh tiên trưởng của lục địa thiên nguyên lại thật sự là lý mộc dương cái tên mộc dương được hát vang trong bài đồng giao hóa ra không phải là trùng tên mà thật sự là lý mộc dương nhưng lý mộc dương là một ma tu của luyện ma tông tu vi kết đan cảnh từ khi nào đã trở thành vô danh tiên trưởng của lục địa thiên nguyên, trong doanh trại, mọi người của huyết liên giáo nhìn nhau đầy bối rối. Theo tin tức mà các đệ tử huyết liên giáo thu thập được, vô danh tiên trưởng không chỉ giết chết hoàng đế, cứu vớt chúng sinh của lục địa thiên nguyên, mà thậm chí di bật giết g nơ giết một mình tiến vào giếng cổ oán nơi tà thần có mặt ở khắp nơi, tự mình điều tra rõ nguồn gốc của rất nhiều tà thần sau khi toàn thân mà lui đã biên soạn thông tin về các tà thần thành sách và truyền bá cho thế gian thậm chí ngay cả vị long thần nương nương đang bảo vệ chúng sinh ở phương bắc nghe nói là đã được vị vô danh tiên trưởng này chỉ điểm đắc đạo một nhân vật mạnh mẽ và bí ẩn như vậy danh vọng của hắn ở lục địa thiên nguyên gần như đã ngang bằng với vị thanh diệp chân nhân biến mất đã lâu kia mọi người trong huyết liên giáo mới chỉ đến lục địa này vài ngày nhưng những câu chuyện về vô danh tiên trưởng đã nghe đến mức nhàm tai nhưng bây giờ, lại có người bản địa xuất hiện và nói với họ rằng vị vô danh tiên trưởng thần bí mạnh mẽ đã làm nên nhiều hành động vĩ đại kia chính là người bọn họ quen biết, đệ tử Lý một Dương của Luyện Ma Tông, lúc này, đầu óc của mọi người trong huyết liên giáo đều ong ong. Ngay cả Thẩm Nghiên luôn trấn định bây giờ cũng có chút mất bình tĩnh. Đôi mắt nàng trợn to, miệng há hốc, thể hiện rõ sự kinh ngạc. Còn U Hồng thiếu nữ thẩm diệu đứng sau lưng Thẩm Nghiên thì trưng ra vẻ mặt như vừa gặp quỷ. Cũng chính u hồn thiếu nữ này là người đầu tiên trong doanh trại lên tiếng chất vấn phá tan sự im lặng. Không thể nào. Làm sao có thể chứ, ngươi đang nói hô nói vượng, thẩm diệu đang nghe truyện trên TV audio CV trừng mắt nhìn chầm chầm công chúa cứu thế nhiếp ngữ băng trước mặt và lớn tiếng nói, ngươi cho rằng chúng ta là đồ ngốc, dễ bị lừa sao, mặc dù tỷ phu của ta có thiên tư xuất chúng, tiền đồ rộng mở, nhưng hiện tại hắn chỉ mới có tu vi kết đan làm sao có thể lợi hại như ngươi nói vả lại rõ ràng tỷ phu của ta vẫn luôn ở bên kia làm sao có thể chạy đến đây và trở thành vô danh tiên trưởng của các ngươi tiểu nha đầu này đừng tưởng biết tên của tỷ phu ta trùng với vô danh tiên trưởng của các ngươi mà nói dối để lừa chúng ta trêu chọc chúng ta đúng không nói thật cho ngươi biết ta mới là người chuyên trêu đùa và chọc ghẹo người khác tiểu nha đầu này Mấy câu nói dối vặt vảnh này mà cũng đòi lừa chúng ta, còn kém xa lắm, u hồn thiếu nữ trừng mắt kêu lên, hoàn toàn không tin những lời của cô bé trước mặt. Dù sao đối với bất kỳ ai, thì chuyện này nghe cũng quá ly kỳ. Mà u hồn thiếu nữ lớn tiếng chất vấn cũng khiến nhiếp ngữ băng tròn mắt. Tỷ, tỷ phu, nhiếp ngữ băng kinh ngạc nhìn u hồn thiếu nữ trước mặt, sau đó nhìn sang đại tiểu thư thẩm nghiên của huyết liên giáo đang im lặng không nói chuyện. Cô bé ngơ ngác một lúc, rồi lẩm bẩm nói, vô danh tiên trưởng không nói với ta rằng còn có mối quan hệ này, nhiếp ngữ băng bối rối, trong lúc nhất thời cũng không biết phải nói gì thêm. Rõ ràng, từ, tỷ phu, mà u hồn thiếu nữ nói ra đã làm cô bé hoàn toàn ngơ ngác. Mà khi nhiếp ngữ băng lúng túng không biết nói gì, bầu không khí trong trại lại trở nên kỳ lạ. Mọi người nhìn nhau, trao đổi ánh mắt. Cuối cùng, thẩm nghiêng lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Nàng thở dài, nói, xin công chúa điện hạ hãy kể cho chúng ta nghe một chút, rốt cuộc vị vô danh tiên trưởng này đã nói với ngài như thế nào, mặc dù chuyện mà cô bé nói có vẻ không thể tưởng tượng, nhưng xét đến danh tiếng và địa vị công chúa cứu thế của đối phương, không cần thiết phải chuyên môn chạy đến đùa cợt vô nghĩa với mọi người trong huyết liên giáo. Phản ứng của Nhiếp Ngữ Băng cũng không giống như đang đùa. Thẩm Nghiên tạm thời kìm nén những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, bình tĩnh hỏi thăm chi tiết Nàng muốn xác nhận liệu vô danh tiên trưởng trên lục địa thiên nguyên này có thật sự là Lý Mộc Dương của luyện Ma Tông hay không? Về điều này, nhiếp ngữ băng cười khổ một tiếng, nói, hiện tại đầu óc ta có chút rối loạn cô bé thở dài nói, tiên trưởng bảo chúng ta tiếp đón các vị, dẫn đường cho các vị, nói rằng các vị đến để giúp chống lại tà thần, còn nói rằng thẩm diệu và thẩm nghiên tỷ tỷ có mối quan hệ huyết mạch. Nhưng ngài không nói thẩm nghiên tỷ tỷ là đạo lữ của ngài ấy. E nhiếp ngữ băng thở dài, nhưng vẻ mặt cũng không quá bất ngờ bởi vì khi vô danh tiên trưởng nhờ cô bé lo liệu việc này lưu ly tiên tử của huyền kiếm tông cũng có mặt trên đường theo chân vô danh tiên trưởng cứu thế nhiếp ngữ băng đã quan sát rõ ràng thái độ của các tiên trưởng huyền kiếm tông cũng như dáng vẻ vô danh tiên trưởng và lưu ly tiên tử khi ở chung với nhau nhiếp ngữ băng có thể chắc chắn rằng mối quan hệ giữa vô danh tiên trưởng và lưu ly tiên tử ít nhất là tri kỷ có thể còn thân thiết hơn trước mặt lưu ly tiên tử vô danh tiên trưởng chắc hẳn không tiện nói rõ ràng cũng chính vì có sự hiện diện của lưu ly tiên tử mà tiên trưởng chỉ nhờ nhiếp ngữ băng tiếp đón khách huyết liên giáo đến đây lúc này nhiếp ngữ băng tự cho rằng mình đã hiểu rõ mọi chuyện cô bé bất đắc dĩ mỉm cười thân thiện kể lại những kỳ tích của vô danh tiên trưởng cho mọi người trong huyết liên giáo nghe cô bé còn nói thêm vài câu chuyện xảy ra ở một nơi tên là thành thiên giác mà vô danh tiên trưởng từng kể khi nhiếp ngữ băng kể chuyện nét mặt của những người trong huyết liên giáo dần trở nên phức tạp. Bởi vì những câu chuyện và thông tin mà cô bé cung cấp đều rất xác thực chi tiết, trong đó có một ít lời nói mà chỉ Lý Mộc Dương và vài người cấp cao trong huyết liên giáo như Thẩm Nghiên mới biết. Vô danh tiên trưởng thần bí, cứu vớt chúng sinh trên lục địa thiên nguyên này lại thực sự là Lý Mộc Dương của luyện ma tông kia, đôi môi đỏ của Thẩm Nghiên khẽ nhếch, đồng tử giãn ra. Sau khi xác nhận chuyện này, thoáng chốc nàng cũng không biết phải nói gì thêm cũng may nhiếp ngữ băng không bất ngờ trước tình huống hiện tại trước khi đi vô danh tiên trưởng đã dặn dò nói các vị không biết nguồn gốc của ngài ấy nên khi nghe chuyện này chắc chắn sẽ khó mà chấp nhận nhưng các vị đã đến lục địa thiên nguyên rồi sau này sẽ còn nhiều thời gian để dần dần hiểu rằng những gì ta nói hôm nay không phải là nói ngoa nhiếp ngữ băng mỉm cười lễ phép chuẩn bị đứng dậy cáo từ ta đã chuẩn bị một số quà tặng cho các vị cùng vài cuốn sách ghi chép về phong tục lịch sử biến cố của lục địa thiên nguyên cũng như những điều cần lưu ý khi đi lại ở đây. Trong thời gian tới, ta sẽ ở thành Kim Sa gần đây. Nếu thẩm nghiên tỷ tỷ và các vị tiền bối có bất kỳ thắc mắc nào, cứ đến tìm ta, ngữ băng chắc chắn sẽ trả lời hết không giấu giếm. Cô bé nhiếp ngữ băng nói rất chân thành, lại thêm lần này nàng thật sự mang theo rất nhiều vật phẩm quý giá và hữu dụng. Phần tình nghĩa này cũng không phải là giả. Những người trong huyết liên giáo đều đứng dậy giữ cô bé lại, nhưng nhiếp ngữ băng lại vội vàng muốn trở về thành, có việc quan trọng phải làm. Trước đó, khi biết tin huyết liên giáo đến, cô bé đã gửi một bức thư đến huyền kiếm tông. Việc này ban đầu là một hành động tốt, nhưng bây giờ xem ra, rất có thể sẽ gây ra rắc rối. Nhiếp ngữ băng phải nhanh chóng thu hồi lại bức thư đó. Nếu không lưu ly tiên tử gặp mặt thẩm nghiên tỷ tỷ chỉ nghĩ đến cảnh tượng đó, cô bé đã thấy rùng mình. Thẩm tỷ tỷ, chư vị tiền bối, không cần tiễn nữa nhiếp ngữ băng gượng cười chào tạm biệt mọi người, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi doanh trại của huyết liên giáo, trở về phái người thu hồi lá thư mật khẩn cấp đã gửi đến huyền kiếm tông kia. Lúc trước vô danh tiên trưởng không để sở tiên tử đến giúp đón tiếp người của huyết liên giáo, cô bé cũng không suy nghĩ nhiều, vì cho rằng một mình nàng tiếp đón khách từ xa đến cũng đủ rồi. Bây giờ nhiếp ngữ băng mới giật mình hiểu ra, thì ra trong đó còn có một chuyện quan trọng như vậy. Cô bé đã vô tình làm một việc ngu ngốc, nhiếp ngữ băng vội vàng muốn trở về, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng không giống như giả vờ. Những người trong huyết liên giáo tuy còn thắc mắc, nhưng cũng không giữ lại nữa, chỉ cùng nhau tiễn nhiếp ngữ băng ra khỏi trại. Nhưng khi nhiếp ngữ băng vừa chào tạm biệt mọi người trước cổng doanh trại và chuẩn bị trở về thành, một luồng kiếm quang rực rỡ đột nhiên xé toạc bầu trời đêm, bay đến từ xa. Luồng kiếm quang kia sáng chói lạnh lẽo, mang theo kiếm ý sắc bén, ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người trong huyết liên giáo hai vị cao thủ độc cô nhất phương và nguyễn mai lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng kiếm ý thật tinh thuần ta đã từng thấy linh kiếm thượng phẩm lợi hại nhất nhưng cũng không ngưng tụ được kiếm ý như thế này kiếm quan này chẳng lẽ là kiếm tu của huyền kiếm tông trong truyền thuyết những người trong huyết liên giáo tò mò nhìn về phía nhiếp ngữ băng lên tiếng hỏi thăm bọn họ chỉ đơn giản kinh ngạc trước sự lợi hại của huyền kiếm tông chẳng trách có thể trở thành môn phái chính thống duy nhất trên lục địa nhưng khi ánh mắt của mọi người nhìn qua nhíp ngữ băng, lại thấy sắc mặt của vị công chúa cứu thể kia trở nên tái nhợt. Cô bé 8 tuổi vốn hành xử như một người lớn chín chắn, lúc này lại có vẻ tay chân luống cuống, hoảng loạn thấy rõ. Thẩm nghiên kinh ngạc hỏi, công chúa Điện Hạ, chẳng lẽ kiếm quan đó không phải là kiếm tu của huyền kiếm tông sao, không phải đã nói rằng, kiếm tu của huyền kiếm tông và vị công chúa cứu thế này từng sát cánh cùng nhau cứu thế, quan hệ rất tốt sao, tại sao nhìn thấy kiếm quan này nhiếp ngữ băng lại phản ứng như vậy đối diện với ánh mắt khó hiểu của mọi người cô bé cố nặng ra một nụ cười cứng ngắc đúng vậy là kiếm tu của huyền kiếm tông cô bé lo sợ lẩm bẩm là lưu ly tiên tử của huyền kiếm tông sở thanh tuyết sở tỷ tỷ tiêu rồi tiêu rồi sở tiên tử đến rồi tại sao lại như vậy chứ dù cho lá thư mật khẩn cấp của ta có nhanh đến đâu cũng không thể nào nhanh đến mức khiến sở tỷ tỷ đến đây nhìn thấy kiếm quan của sở thanh tuyết, nhiếp ngữ băng sốt ruột gần như muốn khóc. Nhìn thấy kiếm quang của sở thanh tuyết, nhiếp ngữ băng sốt ruột gần như muốn khóc. Dù cô bé đã học cách đối nhân xử thế từ nhỏ, nhưng dù sao cũng chỉ là một tiểu cô nương 8 tuổi. Tình huống phức tạp trước mắt khiến đầu óc cô bé ong ong, hoàn toàn không biết phải làm gì. Mà sau khi kiếm quang đó rơi xuống thành kim sa, rõ ràng là đã hỏi thăm về tình huống bên ngoài thành. Không dừng lại lâu, kiếm quan lạnh lẽo và tinh thuần ấy lại một lần nữa bay lên trời, xé toạc màn đêm và hướng thẳng về phía doanh trại của huyết liên giáo. Cuối cùng, trước ánh mắt kinh ngạc cảm thán của những người trong huyết liên giáo, luồng kiếm quan ấy rơi xuống ngoài doanh trại. Sau khi kiếm quan tan đi, lộ ra hình bóng của một tiên tử cao quý và lạnh lùng. Nàng vác thanh tiên kiếm trên lưng, thần thái kiêu ngạo, đẹp như người trong tranh. Trong nháy mắt khi nàng xuất hiện, nhiều đệ tử trong doanh trại của huyết liên giáo đều nín thở, lộ rõ vẻ thán phục. Họ bị dung mạo và khí chất của Lưu Ly tiên tử làm cho rung động. Ngay cả Thẩm Nghiên và mấy vị cao tầng khác của huyết liên giáo cũng tỏ ra kinh ngạc. Khí chất thuần khiết và siêu phàm như vậy, ở giới tu hành nơi bọn họ sống không hề có. Giới tu hành của bọn họ bị ảnh hưởng quá nhiều bởi thế tục, ngay cả những tiên tử trong tiên đạo cũng không có loại khí chất thuần khiết siêu phàm như thế này. Đây là khí chất chỉ những người tu luyện theo các thuật pháp cổ xưa từ thời thượng cổ mới có. Thẩm nghiên hơi do dự, liếc nhìn nhiếp ngữ băng bên cạnh, chờ đợi vị công chúa cứu thế này giới thiệu. Lại phát hiện sau khi lưu ly tiên tử xuất hiện, cô bé lại như người mất hồn, ánh mắt trống rỗng, dường như đang suy nghĩ xa xăm. Vào lúc này mà còn thất thần, thẩm nghiên có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng đành phải chủ động bước tới. Vị này là sở tiên tử của huyền kiếm tông phải không? ta là thẩm nghiên của huyết liên giáo, đã gặp qua sở tiên tử. Thẩm nghiên vẫn giữ thái độ kiêm tốn như trước. Dù sao cũng là kẻ từ nơi khác đến, phép vua thua lệ làng. May mà vị lưu ly tiên tử mặc dù có vẻ lạnh lùng, nhưng thái độ đối với huyết liên giáo vẫn khá thân thiện. Các vị chính là khách nhân huyết liên giáo sao? Lưu ly tiên tử nhẹ nhàng gật đầu, đáp lễ lại thẩm nghiên, trong cử chỉ lễ phép không có gì để bắt bẻ. Nàng bình tĩnh nói, một Dương đã nói qua về các vị và nhờ chúng ta tiếp đãi. Bằng hữu của Một Dương cũng là bằng hữu của ta. Lưu Ly tiên tử nói xong, ánh mắt quét một vòng qua mặt mọi người, tiếp tục nói, nghe tin các vị xuất hiện ở ven biển, ta liền lập tức chạy đến. Hiện nay tình hình ở thiên nguyên lục địa đang hỗn loạn, tà thần hoành hành, Lưu Ly tiên tử còn định nói tiếp, nhưng nhiếp ngữ băng bên cạnh đã vội vàng nắm lấy tay nàng, nói, sở tỷ tỷ, chúng ta về trước đi, ta có việc cực kỳ quan trọng cần bàn với tỷ cô bé tỏ rõ vẻ lo lắng lúc này điều duy nhất cô bé có thể nghĩ đến là phải tìm cách để đưa lưu ly tiên tử rời đi trước còn sau khi đưa đi rồi sẽ làm gì đi trước đã rồi tính thấy nhiếp ngữ băng lo lắng như vậy lưu ly tiên tử cũng hơi ngẩn ra có chuyện gấp sao chẳng lẽ tình hình ở phía nam chuyển biến xấu đi nếu là việc liên quan đến tà thần giếng cổ oán ở phương nam sắc mặt của lưu ly tiên tử cũng trở nên nghiêm trọng những người trong huyết liên giáo cũng lần lượt lên tiếng đã có việc gấp thì hai vị cứ về trước không cần bận tâm đến chúng ta chúng ta ở đây rất tốt đúng vậy sở tiên tử và công chúa điện hạ chúng ta rất cảm kích sự quan tâm của các vị nếu có việc gấp thì nên quay về xử lý ngay u hồn thiếu nữ thẩm diệu thò đầu ra hiếm khi tỏ vẻ nghiêm túc mà cảm ơn sau đó nàng lại cảm thán nói Tỷ phu có những bằng hữu tốt như các vị, thật là quá may mắn." U hồn thiếu nữ cảm thán không thôi. Nhưng khi nàng vừa nói xong lời này, cơ thể nhỏ bé của Nhiếp Ngữ băng bỗng nhiên cứng đờ. Còn Lưu Ly tiên tử đang nắm tay cô bé cũng lập tức quay đầu lại. "Tỷ phu?" Dưới ánh trăng lạnh lẽo, Lưu Ly tiên tử ngừng lại một lúc, chậm rãi lặp lại danh xưng này. Ánh mắt nàng hơi dừng lại trên người U hồn thiếu nữ, sau đó chuyển đến Thẩm Nghiên đứng bên cạnh. Vào khoảnh khắc này, không khí dường như động lại. Hắc xì. Hắc xì. Hắc xì, trong khoang phi thuyền, Lý Một Dương vừa khiêu chiến thất bại, đang định tiếp tục chiến đấu thì đột nhiên ngứa mũi, hắc xì liên tục ba cái. Đồng thời còn cảm thấy một cơn lạnh lẽo lan tỏa khắp sống lưng. Hắn xoa mũi, cảm thấy sửng sốt. Có ai đó đang mắng sau lưng ta sao? Lại còn mắng rất dữ dội, Lý Một Dương ngơ ngác không hiểu trong khi còn đang suy nghĩ lý mộc dương đột nhiên nghe thấy tiếng cười nói trong trẻo của hai nữ hài vang lên từ hành lang bên ngoài thế ngoại phương chu tỉ muội ngân thanh ngân linh gặp qua tiền bối lý mộc dương giọng nói trong trẻo của hai nữ hài vang vọng khắp khoang thuyền lý mộc dương vừa định tiếp tục chơi trò chơi ngay lập tức lạnh cả người có người tìm được hắn thế ngoại phương chu hành tung của hắn bị bại lộ bên trong khoang thuyền lý mộc dương đột nhiên ngồi thẳng dậy vẻ mặt trở nên nghiêm trọng hắn mượn xác hoàng hồn hẳn là sẽ không bị người ta truy tìm ra tung tích mới đúng nhưng người của thế ngoại phương chu lại tìm đến tận cửa sau một lúc im lặng lý mục dương bóp giọng phát ra tiếng nói khàn khàn trầm thấp thế ngoại phương chu thủ đoạn thật cao cường vậy mà có thể tìm được ta các ngươi làm sao tìm được ta bên ngoài vang lên giọng nói của hai tiểu nữ hài vui vẻ đáp lại thư tiền bối ai tô trí của tiền bối là do nguyệt thiền tỷ tỷ nói cho chúng ta biết Nguyệt Thiền tỷ tỷ rất lo lắng cho tiền bối, để cho hai tỷ muội chúng ta đến mời tiền bối đi đến thế ngoại phương chu. Nếu tiền bối đi vào thế ngoại phương chu, có thể tránh khỏi tất cả những tranh chấp bên ngoài. Minh chủ của chúng ta sẵn sàng dốc hết sức lực để bảo vệ tiền bối. Hai tiểu nữ hài thay phiên nhau trả lời, mời Lý Mộc Dương đến thế ngoại phương chu. Mà câu trả lời của các nàng khiến Lý Mộc Dương nhíu mày. Nguyệt Thiền Chẳng lẽ nha đầu chết tiệt này ra được tung tích của hắn, nha đầu này làm thế nào mà tìm được, còn nữa, nàng thật sự đã đến thế ngoại phương chu, Lý Mộc Dương nhíu mày nói, ta dựa vào đâu để tin các ngươi, hai nữ hài bên ngoài nói, Nguyệt Thiền tỷ tỷ có một phong thư và một tính vật, bảo chúng ta giao cho tiền bối, tiền bối nhìn một cái là biết. Lý Mộc Dương suy nghĩ một chút, mở cửa khoang tàu ra một khe hở, lạnh lùng nói, đưa đồ vào đây. Hắn vẫn ẩn mình trong bóng tối, không để người bên ngoài nhìn rõ diện mạo thật của hắn lúc này. Sau khi nữ hài đưa đồ vào qua khe cửa, cánh cửa lập tức đóng chặt lại. Lý Mục Dương giơ tay, đồ vật lập tức mở ra lơ lửng giữa không trung. Là một bức thư và một bức tượng tiên tử sống động như thật, tượng Thanh Hòa tiên tử. Tượng đá này, chẳng lẽ là tính vật mà Nguyệt Thiền đưa sao? Cũng hợp lý, nha đầu chết tiệt đó biết Lý Mục Dương đang tìm kiếm và thu thập tượng Thanh Hòa tiên tử. Mà sau khi tông môn luyện ma tông hủy diệt, không còn nhiều người biết Lý Mục Dương đang thu thập thứ này. Lý Mộc Dương đặt tượng Thanh Hòa Tiên tử xuống và mở phong thư ra. Nội dung trong thư rất ngắn gọn, không nhiều chữ. Huynh trưởng, thấy chữ như thấy người, Lý Nguyệt Thiền dùng những dòng chữ giản lược, kể đại khái về trải nghiệm của nàng sau khi luyện ma tông bị hủy diệt. Nhờ sự giúp đỡ của lão sư, nàng đã trốn ra sơn môn của luyện ma tông và phiêu bạt bên ngoài. Nhưng cuối cùng, nàng chọn đến thế ngoại phương chu. Hiện nay bên ngoài, cả hai đạo tiên ma đều đang đuổi giết nàng truyền nhân của thi giải tiên và Lý Mộc Dương chủ nhân tiên kiếm. Huynh muội hai người đã trở thành thịt đường tăng trong giới tu luyện, ai thấy cũng đều thèm thuồng. Nàng một mình ở bên ngoài, vô cùng nguy hiểm. Hy vọng có thể gặp lại huynh trưởng Lý Mộc Dương ở thế ngoại phương chu. Trong thư, Nguyệt Thiền đánh giá thế ngoại phương chu khá tốt, nói rằng nơi này có thể tạm thời ẩn náu. Cũng có thể đoàn tụ cùng phụ mẫu. Đồng thời sau khi huynh muội gặp nhau, Nàng có điều quan trọng muốn nói với Lý Mộc Dương, dòng chữ trong thư rất chân thành, giọng điệu hành văn của thiếu nữ rất thật thà. Nhưng sau khi đọc xong, Lý Mộc Dương lại chìm vào im lặng. Nguyệt Thiền có thi giải tiên đứng sau làm chỗ dựa, nàng không thể bị thế ngoại phương chu bắt giữ, trừ khi nàng chủ động nương nhờ. Mà nội dung của bức thư này đã đề cập đến nhiều điểm mấu chốt. Đặc biệt là Nguyệt Thiền có điều quan trọng muốn nói rất có khả năng liên quan đến chân tướng Lý Mộc Dương mượn xác hoàng hồn mà nàng đã tiết lộ trước đó khi hai huynh muội đối chất với nhau trong hắc ngục. Tuy nhiên, sau khi đọc kỹ bức thư, Lý Mộc Dương lại chậm rãi lắc đầu. Các ngươi trở về chuyển lời cho Nguyệt Thiền, nếu nàng ở thế ngoại phương chu khá tốt, vậy ta cũng yên tâm rồi. Ta còn có việc quan trọng khác phải làm, tạm thời không có thời gian đến thế ngoại phương chu gặp nàng. Đợi đến khi ta giải quyết xong mọi việc, có lẽ ta sẽ đến thế ngoại phương chu nói xong mặc kệ hai nữ hài bên ngoài phản ứng thế nào thân hình lý một dương bên trong khoang thuyền trở nên mờ ảo nhanh chóng biến mất vào bóng tối đây là ảnh độn chi thuật trong u minh ma điển trong phạm vi một cây số hắn có thể di chuyển qua lại giữa nhiều điểm ảnh độn ngay khi bước lên chiếc phi thuyền này lý một dương đã chuẩn bị sẵn các điểm rút lui nửa phút sau hắn xuất hiện trong bóng tối ở cuối phi thuyền đây là nơi hắn đã chuẩn bị sẵn một điểm ảnh độn từ trước. Lúc này, Lý Mộc Dương lặng lẽ xuất hiện mà không làm kinh động đến ai. Quay đầu lại nhìn thoáng qua phi thuyền phía sau, Lý Mộc Dương lập tức bay lên, nhảy khỏi phi thuyền đang lao nhanh, hướng về phía rừng núi Nguyên Sinh Minh Mông bên dưới. Thân hình của hắn nhanh chóng biến mất vào bóng tối của màn đêm. Mà trong phi thuyền phía sau hắn, hai nữ hài của thế ngoại phương chu cảm nhận được khí tức bên trong phòng đã biến mất, lập tức xông vào phòng nhưng chỉ thấy một khoang thuyền trống không. Hai canh giờ sau, Lý Mộc Dương thay một bộ đồ trẻ con sặc sỡ xuất hiện trên con phố nhộn nhịp của một thị trấn rực rỡ ánh đèn. Nơi đây đang tổ chức lễ hội, từng nhà treo đèn kết hoa, trên đường phố đầy người qua lại. Lý Mộc Dương lẫn vào dòng người, không hề thu hút sự chú ý, hắn lặng lẽ quan sát khu chợ rất lâu, nhưng không thấy hai nữ hài của thế ngoại phương chua đuổi theo. Có vẻ như các nàng cũng không thể theo dõi được vị trí của hắn mọi lúc mọi nơi. Sau khi xác nhận điều này, Lý Mộc Dương mới an tâm rời khỏi thị trấn và tiếp tục đi về phía thế ngoại Phương Chu. Thế ngoại Phương Chu, hắn chắc chắn muốn đi. Nhưng không thể đi dưới sự giám sát của người khác. Hắn muốn lợi dụng ưu thế của thân phận này, lặng lẽ thâm nhập vào thế ngoại Phương Chu, tìm gặp phu thê Lý Đại Mục. Tốt nhất là có thể gặp Ri Nguyệt Thiền một lần. Mặc dù trong thư Nguyệt Thiền nói với giọng điệu chân thành, dường như sống ở thế ngoại Phương Chu cũng không tệ, nhưng Lý Mộc Dương vẫn không yên lòng, muốn tự mình nhìn thấy nàng bình an vô sự. Cứ như vậy, hắn bay qua hoang dã, băng qua sông lớn, mất trọn 10 ngày trên đường, cuối cùng đến được địa phận của Thế Ngoại Phương Chu. Sau khi vào địa phận của Thế Ngoại Phương Chu, cảnh tượng trước mắt quả thực là một khung cảnh thanh bình, người dân an cư lạc nghiệp. Những người phàm trên vùng đất này đều có cuộc sống phong phú, yên bình, không cần đóng cửa khi đi ngủ, và không có ai trộm cắp ngoài đường. Trên trời thỉnh thoảng có độn quang của các tu sĩ bay qua, nhưng tất cả đều hành xử đúng mực, không ai dám gây rối làm loạn ở địa phận của Thế ngoại phương chu. Tất nhiên, cũng chẳng có nhiều tu sĩ lui tới Thế ngoại phương chu. Đây là góc tây nam của đại lục, một bán đảo cực kỳ hẻo lánh, ba mặt giáp biển, vị trí xa xôi, cách xa giới tu luyện náo nhiệt phồn hoa. Có lẽ chính vì thế mà nơi này mới có thể trở thành một vùng đất ẩn cư xa rời tranh chấp của giới tu luyện. Người ta nói rằng trong thế ngoại phương chu có vô số đại năng ẩn cư của cả hai đạo tiên ma. Rất nhiều người chán ghét cảnh tranh đấu chém giết, từ bỏ danh vọng trước đây, đến nơi này mai danh ẩn tích và bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng khi Lý Mộc Dương đến khu vực trung tâm của thế ngoại phương chu và tận mắt chứng kiến con thuyền khổng lồ bị hỏng nặng lơ lửng trên vòng trời, mới nhận ra nơi này cũng không tránh khỏi sự ảnh hưởng của tranh chấp lợi ích trong giới tu luyện. Rất nhiều phi thuyền nhỏ lơ lửng trên bầu trời, bao vây con thuyền lớn đã bị hư hỏng nặng kia trông như một hòn đảo khổng lồ mà trên những phi thuyền nhỏ đang lơ lửng bên ngoài tất cả đều là đại tu sĩ của các tông môn hai đạo tiên ma đến đây để gây áp lực yêu cầu thế ngoại phương chu giao phu thế lý đại mục ra thế ngoại phương chu bị hư hỏng nghe nói là pháp khí của tiên thần thời thượng cổ nó treo cao trên bầu trời trông như một lục địa lơ lửng vô cùng rộng lớn và hùng vĩ trên chiếc thuyền này có núi non, đất đai, sông ngòi, hồ nước, thành trì, độ rộng lớn của nó khiến Lý Mộc Dương có kiến thức rộng rãi cũng cảm thấy choáng ngợp khi lần đầu tiên nhìn thấy nó. Một con thuyền khổng lồ như vậy, dù đã bị hư hại nặng nề, nhưng vẫn có thể treo cao trên không trung và truyền thừa qua nhiều thế hệ mà không bị hủy diệt, đây rốt cuộc là tác phẩm của vị tiên thần nào? Lý Mộc Dương nhíu mày suy nghĩ. Trong thời thượng cổ, Hắn chưa từng nghe qua tin tức liên quan đến thế ngoại phương chu, cũng chưa từng nghe nói về vị tiên thần nào luyện ra một pháp bảo tuyệt thế như vậy. Chẳng lẽ đây là pháp bảo mới được luyện ra sau khi Giang Tiểu Ngư chết trong trận đại kiếp nạn hắc ám? Lý Mộc Dương ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn con thuyền khổng lồ treo lơ lửng trên không, nhìn những tông môn hai đạo tiên ma vây quanh thế ngoại phương chu, yêu cầu thế ngoại phương chu giao ra phu thê lý đại mục, Lý Mộc Dương thở dài lắc đầu, thiên hạ nhốn nháo, đều vì lợi ích mà đến vì sự cải tiến của phương pháp tu luyện yêu cầu về nguyên căn và thiên phú ở đại lục này không cao chỉ cần có đủ tài nguyên người phàm cũng có thể trở thành cao thủ số lượng tu sĩ đông đúc như cá giết sang sông mang theo những cuộc tranh giành lợi ích to lớn những tu sĩ ở đây không tu tâm pháp không ngộ đạo chỉ truy cầu tài nguyên bất kể tiên đạo hay ma đạo đều một mực chạy theo lợi ích đến mức không cần giữ thể diện Thực sự là một thế giới tu tiên giống như xã hội đen. Lúc này, Lý Mộc Dương cảm thán trong lòng, càng thêm yêu thích Huyền Kiếm Tông ở Đại Lục Thiên Nguyên Sát Vách. Toàn thành viên Huyền Kiếm Tông đều là người tốt, trừ ma vệ đạo, bảo vệ chúng sinh, đúng là một tông môn chính phái trong sạch như chuyện cổ tích. Lý Mộc Dương đứng trên mặt đất, lặng lẽ quan sát những biến động trên bầu trời, suy nghĩ cách làm sao để lặng yên không tiến động lẻn vào thế ngoại phương chu. Vì các tu sĩ của hai đạo tiên ma đều tập trung bên ngoài thế ngoại phương chu, ép buộc thế ngoại phương chu giao người, thế nên cánh cửa của thế ngoại phương chu hiện tại vẫn đang đóng chặt, phòng bị nghiêm ngặt. Muốn lặng lẽ xâm nhập vào bên trong là rất khó khăn. Khi đang suy nghĩ và quan sát, trong tầm mắt của Lý Mộc Dương lại đột nhiên hiện lên thông báo từ hệ thống. Đã phát hiện trò chơi mới, vùng đất bị nguyền rủa, có muốn tải trò chơi mới không? Có. Không, thông báo từ hệ thống bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt khiến Lý Mộc Dương ngạc nhiên. Trò chơi mới. Đương nhiên là phải đồng ý rồi. Lý Mộc Dương không chút do dự chọn đồng ý trò chơi, trình giả lập thí thần với đồ họa kiểu cũ hắn chơi đến sắp muốn ngán. Trên đường đến đây, hắn đã thành công vượt qua chế độ dễ và nhận được phần thưởng tăng 50% tu vi. Hiện tại, tu vi của Lý Mộc Dương đã là cảnh giới thần du sơ kỳ, 57% mà chế độ khiêu chiến bình thường độ khó tăng lên theo cấp số nhân hắn vừa tiến vào đã bị đánh thê thảm mặc dù lý một dương vẫn đang không ngừng tiến bộ mỗi lần đều có thể đánh mất vài giọt máu của trùng nhưng tiến độ quá chậm khiến trò chơi trở nên rất nhàm chán dù sao trò chơi đối kháng này không có cốt truyện lại có độ khó rất lớn có lẽ chỉ có những người thích bị hành hạ mới thấy vui vẻ khi chơi bây giờ hệ thống đã cho hắn trò chơi mới vừa hay thay đổi khẩu vị khi lý một dương chọn tải, một thanh tiến trình tải trò chơi xuất hiện trong tầm mắt. lần này quá trình tải diễn ra rất chậm, phải mất trọn vẹn một ngày một đêm, trò chơi mới tải xong. hiển nhiên đây là một trò chơi lớn. điều này khiến lý một dương càng thêm chờ mong. sau khi trò chơi tải thành công, hắn lập tức nhấn vào để bắt đầu chơi. kèm theo bức tranh sơn thủy bị sương mù che phủ dần dần mở ra trong tầm mắt, một đám mây đen hiện ra trước mắt lý một dương. Khi đám mây đen lan rộng ra từ trung tâm tầm nhìn, một tiếng kêu khóc tuyệt vọng và cuồng loạn của nữ nhân vang lên trong bóng tối. Ta không muốn chết. Ta không muốn chết, tiếng khóc gào của nữ nhân mở màn cho trò chơi. Ngay lập tức, Lý Mộc Dương cảm giác như thể rơi vào một khu chợ hỗn loạn ồn ào, vô số tiếng gào khóc thê lương vang lên bên tai hắn. Ta không muốn chết. Không muốn chết, ta muốn tiếp tục sống. Ta muốn sống, hài tử của ta hài tử của ta chỉ mới ba tuổi xin các người hãy rủ lòng thương ít nhất hãy cứu lấy nó thanh hòa tiên tử đã hứa với chúng ta chúng ta đều có thể sống sót các ngươi không thể bỏ mặt chúng ta ta đến từ thành nam giang mặt tiên tử mặt tiên tử đã bảo ta đến đây ta muốn vào trong nơi này không phải là của các ngươi các ngươi không thể cản chúng ta tiếng gào khóc thảm thiết tiếng trống giận dữ tiếng chửi rủa tất cả hòa lẫn với nhau như tiếng sấm hỗn loạn bên tai lý mục dương ngay sau đó trong tầm mắt của hắn hiện lên một dòng người đông đúc và hỗn loạn vô số đám đông đang khóc lóc hét lên và chửi rủa xô đẩy nhau tiến về phía trước ở cuối khung cảnh là những lưỡi dao sắc bén và thanh kiếm lạnh lẽo chắn đường tất cả những ai muốn tiến vào cảnh tượng thảm họa này khiến lý mục dương nhíu mày khoảnh khắc tiếp theo cảnh vật thay đổi đồng thời tiếng ồn ào cũng biến mất trên bức tranh yên tĩnh hiện lên một tiên cung vắng lặng trang nghiêm một tiên nhân với khuôn mặt mờ ảo lẳng lặng đứng trước cổng lớn ngoài tiên cung dưới chân hắn là những bậc thang vô tận phía sau là đại điện lạnh lẽo tiên nhân đứng đó yên lặng quan sát đám người hỗn loạn kích động và gào thét phía dưới dòng người cuồn cuộn như thủy triều kéo dài mãi đến tận chân trời không biết có bao nhiêu người tiên nhân với khuôn mặt mờ ảo lạnh lùng nhìn cảnh tượng này cuối cùng chậm rãi giơ tay phải lên và đưa ra một quyết định nào đó nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha